đi kênh thế giới gáy nhẹ cái thôi mà tim mình lại sợ. Yêu. Ok. Không ai hỏi hết á. Ai hỏi? Hả? Gái lúc chọn tướng chưa đủ, vào gái cho tim bạn nghe nữa mới vừa lòng châm anh. Bị gái mà sợ đúng sợ. Ôi. Đừng mà, là tao. Má gái hoài đủ má đợi. Đủ má đợi tí lên em. Lít lép rồi gáy đủ mà gáy sớm quá tí nó chửi lại nó đái lên đầu nó ỉa lên đầu chết chết mẹ. Đã gáy mà sợ, biết ăn chắc mới gáy chứ sao phải đợi lết làm gì. Mấy bạn này nhát gan quá. Mấy con dính vậy. 12 giờ đêm thức xem bóng đá. Lỡ theo anh 7 mà ngủ không được nên vào game đi kênh thế giới như này đây. Mùa Euro này tầm 10 hôm nữa thì mọi người nên cẩn thận mấy thứ có giá trị chứ thua bóng bay người ta đi trộm cắp nhiều lắm. Xe cộ cất khóa kỹ, không đi một mình vào đêm khuya những nơi vắng người. Đặc biệt là bùa xanh bùa đỏ canh chừng cẩn thận chứ châm anh gặp làn lụng. Mấy bạn thấy chưa, SP mình thân con gái mà đi về khuya chúng chặn chói lột sạch áo quần kia. Thời buổi này lộng hành vãi. Rồi, Nata đã bị hiếp dâm rồi. Ê, không, chưa, Nata làm được. Nata làm được. Cái yeah. Quá. Trời quá. Là châm anh 9 phút. Châm anh 5 phút. 9 phút là cái đéo. 9 phút ở đâu? 5 phút rồi. Phút là lip set. Ew. Mình là châm anh 5 phút, có nghĩa là chơi 5 phút win chứ không để sang phút thứ 6. Cho tim bạn có cơ hội đầu hàng, chứ có phải clip gì 9 phút đâu mấy cha. Nhưng tại vì chơi hay như thế thì game mất cân bằng, từ đó giờ mình chỉ muốn thua thôi. Khi mọi người chơi game đến cảnh giới mà thấy lên danh, lên top tướng không còn ý nghĩa gì nữa thì mới thấy cảnh. Bây giờ vào game chỉ tìm kiếm niềm vui, được nghe đồng đội nói chuyện, được làm những giáo án óc chó, đồng thời kiếm được những video vui vẻ để edit cho mấy bạn cùng xem. Thằng Gidu này còn bay qua trưởng mình nữa chứ, mày bị điên rồi. Chơi game gì mà để thằng Aji nó đẩy vào tận nhà thế này, mất dạy thiệt chứ. Lại còn quay ngược đánh cả chủ nữa, cút ngay. Dù bọn này ăn tà thần chứ đi dọn lính mất công, thà đi đánh nhau còn sướng hơn. Pha này Omen nó đứng trong rồi mà Violet vẫn đi tới. Trái thì ai cứu nỗi em đây, mình thì cạn hết mana rồi. Để qua lấy con bùa đã. Cạn đến nỗi không có mana để ăn bùa luôn, mua cái hồi năng lượng phát. Dù rất cực khổ nhưng mà ăn xong thì lại sướng. Nhưng mà lúc ta sướng thì có người lại buồn, đó là dừng tim bạn. Có lẽ cách tốt nhất là ta không nên ăn trộm. Thay vào đó ta có thể lên những trang bị hồi năng lượng hồi chiêu, đồng nghĩa ta phải chăm chỉ farm nhiều hơn, để team bạn không có hận thù.
Giờ mà lên ép win luôn thì bên kia còn tức nuối, nên Trâm sẽ về cho team bạn cơ hội. Thằng Bizan team mình nó bị Omen chói mà chửi nhau nãy giờ. Trâm đẩy cao dưới này hai lượt rồi về nhé. Quên mất rằng ván này phải win chứ lỡ gáy đầu game rồi. Một em nhà. Coi con theo nè, có bùa xanh thì dễ chết lắm. Lên ăn con tà thần cho chắc. Không ai ra tranh chấp luôn. Omen nó rình rập mình nè. Chói làm gì nữa. Vậy là trận đấu cũng dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem nhé.